Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là đường Võ Văn Kiệt của thành phố Cần Thơ để giao lưu phô mai. Xin mời. Chào đâu? Chào anh Hà. Mến chào các chú bác và anh chị em. Hôm nay là ngày 18 tháng 12. Em có đem gì mười mấy phô mai giao lưu các chú bác và anh chị em. Số điện thoại em là 0984307139. Em bao ship toàn quốc. Cũng thành thật cảm ơn các chú bác từ ủng hộ em nha. Rồi. Vào dịp cuối năm hôm nay cũng bán giá khuyến mãi đặc biệt cho bà con. Rồi ok, vậy là mã số 1 ha. Dạ, mã số 1. Rồi, tròn vòng luôn. Mã số 1 này đế nó sâu lực cho bà con. Hoành thang 45. Rồi, 45. Tại nó có nu trừ hao hết hai phân bà con nha. Rộng cổ đế là 95 bà con ơi. Rồi, ok. Tổng chiều cao là 1 mét. 1 mét. Xoay luôn, xoay luôn. Cái mã số 1 giao lưu các chú, các bác giá 2,5 triệu. 2.500.000 mấy anh ơi. 28 bà con. À 28. Rồi đổi luôn. Rồi số 2. Số 2. Số 2 mấy anh ơi. Mã số 2 bông sai lùng lực nha bà con. Cái rễ này cũng không cần thiết rồi bà con. Ở trong nó có đế rồi, mình không cần thiết. Cắt nha bà con, cái rễ cắt thì nó rất mau lành nha bà con. Cọng này cũng không cần thiết rồi bà con. Cái cọng này tới nữa về mình thảo vô đây bà con, đây mình đưa vô đây. Số 2 mấy anh ơi, mã số 2. Hoành thân là 36. Rồi ok. Cây rất mạnh nha bà con, kéo nhựa nha bà con. Có nhựa luôn. Tổng chiều cao là 45 nha bà con. Rồi 45. Mã số 2 này có giá 1,7 triệu bà con ơi. 1,7 triệu. Rồi đổi luôn. Số 3. Mã số 3. Được lắc nha bà con, con mai này xù nha bà con. Đây xù ra như là một cái móc con gì nha bà con. Đây nhưng mà nó có một cái lỗ đây nha bà con. Mã số 3. Số 3 mấy anh ơi. Ngày 28 tháng 12. Mã số 3. Số 3. Bốn hoành thân. Rồi ok. Tổng chiều cao là 50 bà con ơi. 50 luôn. Mã số 3 có giá 2 triệu bà con ơi. 2 triệu đồng. Cái giọng đế giống như một con thú nè bà con. Mã số 3 có giá 2 triệu đồng. Rồi đổi luôn. Rồi 4. Mã số 4. Bông sai lùng lực nha bà con, cây này chi gành đều không bà con. Mã số 4. Ngày 28 tháng 12. Số 4 mấy anh ơi, số 4. Mã số 4. Hoành thân 26 bà con. Rồi 26, cao. Tổng chiều cao là 39. Ok luôn. Mã số 4 có giá 500 ngàn bà con ơi. 500, rồi đổi luôn. Mã số 5. Số 5. Bông sai lùng lực nha bà con. Đế nó không rất sâu bà con. Đế đều nha bà con. Mã
Mã số 5. Mã số 5. Ngày 28 tháng 12. Cái này cũng mạnh nha bà con, nhựa kéo mà bà con. Đây. Đây mặt nhựa nó kéo. Hoành thân là 28. Rồi 28. Chiều cao. Tổng chiều cao là 50. 50 luôn. Rồi cây này có giá 2 triệu bà con ơi. Rồi 2 triệu chẳng mấy anh ơi, rồi đổi luôn. Số 5. Số 5. Số 6 bà con. Có giá thú mà bà con. Cái mình con thú đây. Hai cái giò con thú đây. Đây. Mã số 6. Số 6. Mã số 6 ngày 28 tháng 12. Rồi, thông số luôn. 34 hoành thân bà con ơi. Rồi, ok. Tổng chiều dài là 57 bà con ơi. 57. Mã số 6 có giá 1.8 triệu bà con ơi. 1.800.000, rồi đổi luôn. Rồi, xây luôn. Mã số 9. Lá vẫn còn xanh tốt nha bà con. Cây rất mạnh nha bà con. Cây này nó có 3 bắp đế bà con. Này. Nó có 3 bắp đế rất đẹp khi mình trồng cho nó đứng lên chút. Đó mà mở một cái dây đế nó ra rất nhiều cái con. Cây này rất quái bà con. Hai ba bắp đế đây nào cũng ra cái con nhiều hết. Mã số 7 nha bà con. Số 7 mấy anh ơi. Số 7. Mã số 7. Số 7. Ngày 28 tháng 12. Rồi, thông số. 26 hoành thân. Rồi, ok. Tổng chiều cao là 64 bà con ơi. 64 mấy anh ơi. Cái nồi đế nó lớn lắm nha bà con, mình đo trên đầu cổ thôi. Mà cũng 80 nữa bà con ơi. 80. Rồi, cây này giao lưu với bà con giá 2.500.000. Mã số 7. 2.500.000, rồi đổi luôn. Mã số 8. Số 8. Đây cây trồng gì mới đúng nha bà con. Cây trồng gì mới đúng rồi đó. Mã số 8. Số 8. Đứng lại mà nó hơi nghiêng, nó nằm gì nha bà con. Đây. Đó. Trọng gì nha bà con. Đó, ok. Mã số 8. Số 8. Ngày 28 tháng 12. Bà con. Rồi, ok. 36 tổng chiều cao. Rồi, ok luôn. Mã số 8 này có giá 600.000. Dòng đi. Rồi, đổi luôn. Mã số 8 có giá 600.000. Rồi, 9. Mã số 9. Chín mấy anh ơi. Mã số 9 siêu hồi đầu nha bà con. Số 9. Số 9. 28 tháng 12.
22 hoàn thân. Rồi, 22 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 75. Rồi, ok luôn. Mã số 9 là có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu chẳng nha mấy anh. Rồi, đổi luôn. Rồi, số 10. Mã số 10. Mã số 10. Đó là mình cộng gì bà con ơi? Số 10. Mã số 10 này nổi đơn cục cuốn thù nha bà con. Rồi, ok. Cục cuốn nó màu lớn lắm bà con ơi. Mã số 10. Số 10. Ngày 28 tháng 12 bà con. Rồi, ok, thông số. Ra trên cục bú đi. 24 hoành thân. Rồi, 24. Tổng chiều cao là 40 bà con ơi. Rồi, ok luôn. Có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu. Bú lớn nha bà con. 1 triệu chẳng nha mấy anh. Đúng rồi. Rồi, đổi luôn. Rồi, 11. Mã số 11. tròn vòng luôn xoay luôn. Mã số 1 hay này rất hay bà con ơi. Hoành thân 29 bà con ơi. Rồi, ok. Cây này là bán rồi nha bà con, nhưng mà tại vì người ta đổi lại cây khác cao. Hoành thân chiều cao 41. Rồi, ok. Bán giá đặc biệt cho bà con giá 700. Rồi, 700 ngàn. Đổi luôn. Số 12. Số 12. Mã số 12 quái bà con, rễ nó có trong này hết bà con. Bà con muốn chơi những con rễ bên ngoài thì chơi tùy. Cây này rất mạnh khỏe nha bà con. Mã số 12 tại vì thời gian làm không có kịp đó bà con. Mã số 12 mấy anh ơi. 28. Có những anh em nào mua đi bán lại những cây này làm ra rất đẹp cây nha anh em. Rồi, 29. Tổng chiều cao là 30. 30. Rồi, mã số 12 cái giá 600 ngàn bà con ơi. Rồi, ok, đổi luôn. Rồi, 13. Mã số 13. Tròn vòng luôn. Cũng cây quái nha bà con. Cây này là rất đẹp nha bà con. À, cây này bà con chơi rất đều. Cây quái mà chi cành đều đó nghe bà con. Mã số 13. Mã số 13. Ngày 28 tháng 12 bà con. Số điện thoại là 0984307139. Bao ship toàn quốc nha bà con. Hoành thân 27 bà con ơi. Rồi, 27 mấy anh ơi. Trong thời gian làm dán nhện cũng còn đóng trên cây luôn nha bà con. Ok. 42 tổng chiều cao dán nhện còn đóng trên thân cây luôn nha bà con. Rồi, có giá 600 ngàn luôn bà con ơi, mã số 13. Rồi, ok, đổi luôn. 14. 14. Cây này đế rất đẹp cho bà con. Mã số 14. Mã số 14 mấy anh ơi. Mã số 14. Mã số 14. Hoành thân 33 bà con ơi. Rồi, 33 mấy anh ơi. 33, cao luôn. Tổng chiều cao 35. 35. Xây luôn. Giá 700 bà con ơi, mã số 14. 700 ngàn mã số 14, rồi đổi luôn. Rồi, 15. Mã số 15.
đây nó có rễ mồi nha bà con, cắt ngay đây lại cho nó đều đó, mình cắt ngay đây lại cho nó đều cái dây đế nha bà con, nó có rễ mồi rõ ràng nha bà con. Mã số 15, mã số 15 anh ơi. Ngày 28 15 ngày 28 tháng 12 Hoàng Tân 27 sao là 32 32 cái giá 600 bà con ơi. Rồi 600 ngàn rồi đổi luôn. Rồi ok cái lự. Cái này chỉ cầm liền không bà con. Tứ diện nha bà con, chỉ cần tứ diện thôi bà con. Xoay luôn, xoay luôn. À, chỉ cần điều bà con ơi. Cây này rất khéo bà con, đế nó cũng đẹp nữa bà con ơi. Nó có 3 dây đế, nó rất đều bà con ơi. Mã số 16 rồi bà con. Mã số 16 anh ơi. Rồi thông số luôn. Bà con ơi. Rồi 40. Cái nồi đế rất lớn á. Tới nữa cái này mình vô chậu 7 bà con ơi. Chậu 7 tấn. Chiều cao. Tổng chiều cao là 1m1 bà con ơi. 1m1. Rồi cây này bán giá hôm nay cũng cây cuối cùng. Là cũng cây bán giá đặc biệt cho bà con. Thì hôm nay bán đặc biệt cho bà con là cái cây này với giá 4.500.000. 4.500.000. Mã số 16. Mã số 16. 4.500.000. Rất đều rất đẹp nha bà con. Đi gần đều lắm nha bà con ơi. Mã số 16 ngày 28 tháng 12 có giá 4.500.000. Thì cũng mến chào tạm biệt các chú các bác và anh chị em. Thì hôm nay ngày 28 các em có đem nhiều 16 hôm nay giao lưu các chú bác chị em. Rồi. Cũng thành thật cảm ơn các chú bác chị em từ lâu đã ủng hộ em. Thì em cũng thành thật cảm ơn và chúc sức khỏe các chú bác chị em. Rồi mến chào tạm biệt luôn. À, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại ngày mai. Okay.